Một cậu bé 12 tuổi người Indonesia vừa trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất được nhận vào trường đại học Waterloo ở Canada. Cậu bé này học tiếng Anh chỉ bằng cách là xem phim hành động Mỹ, thưa quý vị. Trường đại học Waterloo của Canada vừa có quyết định nhập học cho cậu bé Diki Suryatma Mazda, 12 tuổi, người Indonesia. Khi còn nhỏ, Diki sống ở Tây Java và chỉ mới bắt đầu học tiếng Anh trong vòng 6 tháng khi gia đình chuyển đến sống ở Singapore. Cách Diki học tiếng Anh cũng rất đặc biệt, chỉ bằng cách xem phim hành động Mỹ có phụ đề. Nói về kế hoạch du học Canada, Diki cho biết cậu sẽ học ngành vật lý và sẽ học thêm cả ngành hóa học lẫn kinh tế. Em dự định sẽ đăng ký rất nhiều môn học, em cũng sẽ có rất nhiều bạn nữa, để em có thể nói chuyện cùng. Em rất lạc quan về trường đại học. Đại học Waterloo khẳng định Diki là một trong những học sinh giỏi nhất trong các ngành khoa học mà trường nhận vào trong năm nay.